ra sang cái ban công là cuối tuần đi dọn nhà nhé. Không bố tí ơi, cái này là để làm bể Cô bỏ cái này đi phơi nhé. không, cái này định làm bể cá này, vừa uống cà phê vừa ngắm cá hả? À, cũng hợp lý ha. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bể cá này từ thùng xốp này nhé. Chúng ta uống cà phê ngắm bể cá nhé, ngắm cá nhé. Ok, let's go. À, bạn Min có gì trang trí bể cá đây? Đã quay sang bên này. Đây, nhà thờ ở đây. Cái này, cái ông... tuyết ở trên chứ. Đây là cái nhà đây. Người tuyết ở trên. Đúng không? Nhà này bên này đúng không? Nhà có tầng bên này đúng không? Đây. Người tuyết ở đây này đúng không? Đây còn cái biển này. Biển. À, còn cái thông nữa. Còn cái thông nữa. Mà có nghĩa là mắc và đây cái bảng cắm biển cái nhà thì để đây trên đây này. Ok, có vẻ là hơi khó nhìn đấy, hơi khó nhìn cái nhà thì tôi cắm sang bên đây đi. Đây cho bạn người tuyết này ra giữa đây này.
mang đặt ở bể cá nhé. Đây, let's go, theo bạn Min nhé. Hello, bạn Min đã lắp ghép xong chưa? À, ok, nào bây giờ đặt vào để trang trí bể cá nhé. À, đấy đẹp đấy, nhà để cho các bạn cá là có ngôi nhà nhé. Ok, mà còn có một bộ nháy nữa sao ấy, đúng không? Bạn Min còn bộ nháy nữa để ở đây đây. Để cái này sau cái nhà không tư. À, ok, để mình trang trí cái bộ nháy này cho nhá, trang trí cả bể cá luôn nhá. Không chỉ sửa nước. Ok, đây bộ nhà bộ trang trí cho. Cá mới ở môi trường khác về, khác nữa thì các bạn phải để cho cả túi ni lông vào một lúc quen với nhiệt độ ở môi trường mới. Đến điện này để cho nó lung linh. Rất những cái bật cá bơi tung tăng. Stop recording.
cô chật chả. Anh Mắc bật điện cho bố giúp đã. Giúp bố. Anh Mắc uống nước bên bể cá cảm thấy thế nào? Rất là ngon. Với nước như nào nữa? Quay vào đây xem nào. Có thể ngắm cảnh view tất cả mọi nơi. Mà em nói như nào? Em về nhà rồi em đi sao? Em mãi gì? Sao lại em nói được mà giờ thì người khác phải mớm như vậy? Thì em ok, bye bye.